Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một con ngạc khá là ok nè. Đây, Triệu Vân nha. Và Triệu Vân sẽ có đá thằng Bình nha anh em. Thì con ngạc này hôm bữa mình có quánh cái ngoài kia, lấy gà kia review xong quánh lộn như này nè. Thấy Triệu Vân này hơi bị chắc luôn nha. Đây, thì server 840 phong lôi đã nạp được 73.754k. Và điểm danh thì 671 ngày rồi nè. Đó, chất lượng lắm, B4 nhưng mà chất lượng lắm. Vô nè, coi nè, anh em coi đi, chuẩn bị coi đồ nè. Dương Phi Men đó, thức tỉnh full 9 sao thần binh cộng trăm, full xích kim, full tinh luyện nha. Rồi bảo vật full hết trơn nha. Ngựa thì Nguyệt tử tinh luôn nha. À, Nguyệt chứ chưa nhật. Rồi danh tướng thì ngu cơ, chiến pháp đen xài vô giải, tổ uy thượng và cái như bàn thạch. Đó, tốc độ 126 này, hoàn công 14 triệu nha. Tiếp theo mình sẽ tới con hứa chữ này là bên thục phi thăng 3, thằng binh cộng trăm set kim, nói chung là full đồ kim với lại bảo vật là full hết anh em. Ngựa full luôn, danh tướng full, chỉ có chiến pháp là đang xài cái khiêu khích với lại cái quen được. Rồi đây là đam chính của chúng ta đây nè, xài cái đá thằng binh gì đó, từ từ nha. Vô coi cái đá thằng binh của anh, nó là nó nhiều như gì đây. Cái gì, khi tấn công gây sát thương gián tiếp bằng ít tấn công của bản thân. What the hell, này ngon lắm anh em. Ít giá trị ban đầu là không, mỗi lần có cái địch tử vong sẽ tăng thêm 80%. Trời má ơi, là má ơi, 80% hiệu quả duy trì đến khi chiến đấu kết thúc luôn mới ghê chứ. Này có khác gì con dây cất lượng hén đâu anh em. Sau mỗi lần tấn công gây thêm sát thương gián tiếp bằng 80% nữa nè, của bản thân có thể cộng dồn luôn kìa. Khi có tướng địch tử vong sẽ tái lập hiệu quả luôn, chính xác né tránh cộng 20%. Trời ơi, cái viên đá này đó kinh thiệt anh em. Ôi là trời, cái viên đá nó thành mẹ nó cái nội tại của con chí thánh gia cát lượng luôn rồi. Mà nó giết được người nó còn giả man hơn chí thánh nữa đó, nếu mà giết được nha. Còn nếu mà giết được nhiều thì nó sẽ ok hơn, còn không giết được nhiều thì từ từ. Đây mình sẽ coi cái củ tiêu thằng liền. À, đồng tâm thị quyết luôn nè ha. Trời, bút sát thương x2 bảo kích x1. Rồi công lên 21 triệu, tốc độ 137, thằng binh cộng 81 thôi. Chắc này vừa build vô hay sao, từ từ lên lại nè. Ba món kim, hai bảo vật lẩu, thằng liền cả hai luôn, coi đá luôn em. À, trên này được, tôi coi lẩu qua bên phần kia rồi, đang bị ấy bên kia rồi, phạt khảm mới đúng. Chị Tâm và Chi Hồn ha, và bên này thì một phong quá vũ luôn, đá là chuẩn chỉ, không cần phải suy nghĩ. Đó, danh tướng thì full luôn, ngựa thì full rồi, chiến pháp đang xài nè. Thu nhau hay báo, khí định thằng nhàn và thằng tóc. Còn gì để nói nữa đâu. Lục Châu thì Lục Châu là full hết anh em. Bảo vật ngựa rồi ô danh tướng rồi, chỉ có chiến pháp là đang xài ngưng thằng kế với lại cái linh phách. Giờ này còn xài linh phách nữa hả ta? Giải độc anh em. Để giải độc đồ chơi. Rồi ok, thì bây giờ sổ tướng nè. Sổ tướng thì mình nhìn đây mình biết rồi anh em. Full nè, Triệu Vân full luôn ha. Rồi hứa chữ full luôn mà. Rồi bấm lộn vô đây rồi anh em. Full luôn. Rồi con này thì để coi đây có con chủ tướng nào mới không. Thì 6 sổ rồi nè, 6 sổ kim rồi nè. Rồi không có con chủ tướng nào cả. Con này mày không chơi chủ tướng nào luôn. Rồi mình sẽ qua phần tài liệu của anh Triệu Vân coi tại sao lại tới 21 triệu công lận ghê à. Tòi hèn chi BBB có quần công 34% dòng thứ nhất. BBB tăng, BBB giảm. Rồi kháng ngô BBB công 32%, phá thuật BBB dòng thứ hai, hai dòng công, công hay mấy triệu mà. Rồi mình sẽ coi luôn này, hồi nãy mình coi gọi đúng không anh em. Cái này cũng có dòng thứ ba nè, nhưng mà sát thương bảo kích cộng thêm 22.5% nè, không phải dạng dừa. 22.5% đó anh em, không phải ít đâu. Cho nên ông này cũng giữ lại dòng này cộng thêm dòng bút sát thương này nữa nè. Ngon á. Rồi này công nữa nè, thấy không? Là được 4 dòng công hay nè, 4 dòng công. À, đồ không là hết 2 dòng. Và bảo vật 2, bảo vật 1 dòng, 3 dòng, 3 dòng, 3 dòng. Nếu ông giữ luôn á là được 4 dòng kim, 4 dòng công chứ lộn. Mà kim với công gì tính 30 đi, 30 nhân 4 120 đi. Đúng không? Vậy cho nó dễ. Rồi, nói gì cái vấn đề mà tẩy thì liền là quá ok, thằng võ thì sao? Nhất xa cung 5 sao, phong thiên ngắn 3 sao, bổ thiên thạch 5, túi càn khôn 5, dĩ thiên kiếm 5, sách cửu châu. Vậy ông này không chơi, không có nhân phẩm gì cả, thiên la tản này.
Wii 4 đôi khi cũng không cần, cái thiên la tản cho lắm, mà có thì càng tốt chứ không gì hết. Thẻ biến hình, thẻ biến hình thì nhiều à, anh em mình nhìn thôi chứ điểm mệt lắm anh em. Để coi con Chu Du này nó thằng nó thằng thằng quá ba luôn nha. Ảo mà Canada. Rồi, đó. Thằng quá ba này thì để mình coi lại cái thằng quá ba này đang đi ở bên nhánh nào đây. Ngô đúng không? Rồi, thằng quá ba này đang đi ở bên đây anh em. Đây, công nè, công nè. Trời ơi, anh em thấy cái thằng quá đơn giản thôi chứ nó cộng nhiều lắm ở chứ đây nè. Thằng quá ba nó cộng nhiều giá men luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần khác, là mình sẽ qua coi cẩm nang thôi nè. Cẩm nang, cẩm nang là tính thôi, ngọc cũng dục ở ngoài không thèm xài luôn nè. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đó, 13 14 15 biết sao dục cái tính thôi ngọc không, thì ổng lấy cái dòng sát thương bạo đó. Lấy cái thối ngọc nó không còn gây bạo kích nữa cho nên ít đam đó, cho nên là nó hơi cùi. Vậy đây là cái tiếng thối ngọc nó không còn mạnh nữa em. Rồi mệnh tinh dân quá dân quê hai viên kim. Nhất sức phù tang level 2. Ủa sao hôm nay kim nghênh đâm lạ lùng như thế giờ. Rồi con chịu quăng thì sát thương bạo nè, đá bảy màu à, level 4 nha anh em. Sát thương bạo 2 viên, sát thương bạo 3 viên, sát thương bạo 4 viên và 2 viên giảm sát thương. Ảo ma chưa, và ngọc ẩn trong đá, bắn trong đá thì giảm sát thương này một viên đá bảy màu. Khi full hết có thể gank đâm lại từ đầu cũng sao hết. Rồi mình sẽ ra phần tướng nha, trước khi vào phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Tướng của chúng ta thì coi dư như thế nào, bao nhiêu là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 con tướng mà trong đó dư hết 1 hán, 2 hán, 3 hán, 4 hán, 5 con hán rồi. Em thấy dư 5 con hén rồi. Mười coi còn đâu nữa không. Rồi con tử thường. Cái này liên kết phan ngang còn dư dưới này nè. Vì là con này cái tấn khá là nhiều. Rồi xong nhiều tướng dữ vậy nè. Có con tướng nước nữa. Ông chống mặt không, ông chống mặt không, tôi tướng quay không có tướng. Rồi mình sẽ vào cái phần mảnh tướng nha. Rồi lưu linh 110 mảnh là lục châu 89, đổ dữ 83. Ôi con ngạc này nhìn biết mà nghi nghi rồi, quá trời nhiều mảnh tướng tấn, hén thì không nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần gọi là thần thú whip không à, thằng bạch hổ 5 sao, thằng điên thú 5 sao, thằng thanh long 5, thằng bạch trạch 5, thằng quyền vũ 5 và ác lai điển quy 2 sao. Bên này thuộc con gì đây, câu mang 3 sao và con hoa ti hoa sao, thêm con quả kỳ lân 2 sao rồi cam nữa. Đang đi theo cái mảnh tiếp theo là mảnh gì? Ông này ông được hai rồi, giờ ông đi theo con men cũng được nữa nè. Tem bill 4 này con men 5 sao là hơi bị whip luôn á, khỏi bạch ly luôn. Khỏi bạch ly, con men xong rồi tính sau mấy cái chuyện bạch ly bạch bổng. Bây giờ bỏ bạch ly qua bên lấy bá hạ cũng ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần cuối cùng, đó là cái phần ê chưa, tối độ cho anh em chẳng phát nữa anh em. Quên, bị liệu sorry. Bị liệu. Trời ơi, ổng liền tới đây rồi anh em ơi. Ổng liền xong cái trận này nữa là được toàn thể giảm sát thương 30%. Trận tiếp theo sẽ được bút sát thương 30%. Bây giờ mình sẽ vô túi đồ. Cái phần túi đồ này lẩu 12.000 nè. Gương hạng 2 phe không được hạng nhất ha. Nói chung mấy ông này ghê lắm anh em. Mấy ông hán chơi hán, ông xây qua làm sao mà đỡ nổi, khó đỡ. Chịu văn thì chịu văn chứ chịu gì nổi với mấy ông top trên mà gọi là hơn lực chiến khá là nhiều á. Rồi đá và ngọc thì hồi nãy anh em đã thấy ha, thị quyết đồng tâm đồ ngăn xương có luôn, quá thương là linh xương nè, quá cực 3 viên, thích thì bắn bluetooth cho mấy ông luôn, cố bản 2 viên, ông nào thích bắn thêm cái nữa nè. Linh tê yển phản thằng quả 2 viên, trì tâm 2 viên, chi hồn 1 viên, băng phách nè, quá vũ 3 viên, thích bắn bluetooth luôn. Vô bây giờ mới vô một cái trận chiến thiệt sự nè. Con em này chỉ win top trên thôi em, chỉ win top dưới là thay biến hình thì cũng phải dằn cùi à, hạng 5 thay biến hình view 8 này đỡ sao nổi trời. Võ thánh thiên tướng này thì mai ga nè, top 6, top 6 này 4 tỷ mốt cũng là võ thánh thiên tướng nè. Dứt cho nó thiên tướng được một tiếng hai khá là mạnh rồi, mấy cái thứ này là chị quân nó chọt sướng lắm nè.
Bay đủ đam, thiếu đam là gợi gơ quyền gờ. Quýnh chiêu quán mạnh lên. Đúng rồi bạn ơi. Cái nữa. Quýnh không được cái thiên la tản không. Nó dục cái phong thiên ngắn không, bên kia muốn gần đi rồi kìa. Đây nè. Học hỏi, một chọt một. Con chiêu quá. Nữa, phong thắng nữa. Tao đang chọt con lành. Trời ơi, ông này ông chán thì chứ không được. Ông to lắm, câu kéo thời gian không, ông quýnh được cái quần què gì chứ. Mà ông cứ câu kéo thời gian miết. Đợi cho nó quýnh thằng đô mà ông cứ phong thiên ngắn hoài luôn sao chơi. Đây. Cái kèo này đi nè. Đây, có phải là kèo mà ngon lành cành đào qua lá hẹ không? Nãy giờ chưa thấy kèo nào mà ưng ý hết nha. Phải kèo này là kèo ưng ý của mình không? Chịu quăng này không đúng server. Cái đúng server là chịu quăng lực lắm. Chịu quăng này mà lọt ra những cái server khác cũ cũ xíu. Ồ lộn xin mới mới xíu. Chừng khoảng 200 ngày thôi là chịu quăng này bá liền. Mày hả bưởi 31.000 vàng mảnh công động quyền luôn. Mày comment đi. Comment chừng khoảng chục phát. Comment cứ chết thật là chọt cái đó. Cầu mang rồi, con gió thánh không phù hộ là đợi đi nữa rồi. Kiều xài luôn 1 tiếng 2 đi ra kìa. Nên nhớ là mình là chọt là xiên thiên la tản nha. Nè, gió thánh nè. Ê, cái này là nó có khiên luôn em mà. Đó, xiên luôn thấy không. Hồi nãy không xóa được cái khiên. Diện trợ mà cũng chịu không nổi nữa, anh em hiểu rồi đó. Chịu quăng dữ rồi. Nữa. Cứ phong án thôi. Đổng Nguyên này không chơi game được luôn rồi. Động viên này cũng lực anh em ơi. Không phải dạng dừa. Nhưng vẫn chẳng xi nhê hứa chữ hán quên. Hứa chữ phi thằng 3 và động viên chỉ có khóc thôi. Bên kia còn là mỗi con động viên là đâm chính. Để các bạn thọ thương được nhiều lần thôi. Thọ thương tiếp. Thọ thương chính hiệu ứng run rẩy. Quýnh không vô máu. Để coi, game này mình sẽ chọt đôn nè. Con men có nói con men gì? Men kiều à? Đậu xanh giết con men kiều đi cho đừng có xài cái thằng nhỏ nữa coi. Trời ơi, chọt đôn kìa. Ôi má ơi, chích chục kèn giãn rồi. Tiên la tản ha, ừ. Rồi bút 10 cái nữa đó. Bút đi. Bút tiếp. Nè. Dứt con men chết đi. Nó nhoi quá, nãy giờ nó nhoi lắm rồi. À con quên, bà mẹ nó bị bung lôi xích rồi còn đâu. Lực mới. Rồi ông nội này lại thâu thương. Ba cây ngự giáp. Đấm phát còn không cây ngự giáp ghê. Lên 4 cây ngự giáp nữa. À hồi nãy là cây ngự giáp kia nó tạo bởi một nộ. Chịu quá. Thằng giỏ chuẩn bị xuất hiện nữa kìa chịu quá. Mày xuất hiện nè. Xuất hiện quýnh mất tiêu quân đủng nguyên luôn kìa. Rồi bôn lôi luôn. Anh em xem nè. Chuẩn bị xem nha. Cho chết con tiền đại kiều đi. Còn một mình con đôn đi. Nó chọt một cái một ha. Làm mất tiêu con thiên bung lôi luôn nè. Không đổ nổi. Mình thấy cái tem này mà chơi là chơi con bài thống là ngon nhất. Mà được cái là quýnh với mấy ông top trên hơi khó. Đi coi còn hàng nào chơi nữa không. Này cũng lục châu nữa nè. Dưới cùng luôn á. Chịu quăng này qua men bàn thống.
Con Phi này qua main bàn thống là ok. Lại con chịu quăng này nó sẽ phát huy tác dụng của quá sát thương bạo. Để xong cái game này đi, mình chuyển qua main bàn thống quánh lòng. Tại vì team mình cũng khá là cứng, Phi với thống cũng không có gì. Quấn những ông dưới dưới này thì main bàn thống hợp lý hơn. Còn quấn những top trên thì quấn Phi thì tiết kiệm con câu mang. Ok mà 18.000 dạng không ít đâu. Thằng võ quạt cũng không vô máu luôn đó. Có nghĩa là kèo này được ạ. Đâu mất máu lắm đâu. Ồ, tôi quýnh không mất máu còn con kia. Nhưng rồi không xóa luôn. Chỉ kích. Ủa xóa cái khi nghe Do Thánh nó đi luôn. Ôi ơi, con hứa chữ kìa. Rồi, Do Thánh kìa. Ôi nó chọt thôi mà chịu không nổi anh em ơi. À nó chọt kìa. 8 mạng á. 8 mạng mà sống á. Rồi rồi rồi, thị kính từ 1 tiếng 2 ra kìa. Ý có thể là lừa 1 tiếng 2 thôi. Rồi không đi ngắn nữa. Bây giờ không đi ngắn như thế này là phải có một bàn thống ra. Rồi mình sẽ ngưng kết quả này đây đi. Mình sẽ lưu lưu kết quả ở đây đi. Mình chuyển qua main bàn thống. Quýnh lộn anh em xem nó khác bọt không. Đây là quýnh như những ông top dưới nha. Chứ quýnh mấy ông top trên mà main phi quá ngon hơn. Nguyệt tự tin nè. Giờ hình như là ông có thêm bàn thống sẵn luôn thì phải. Không có anh em. Không có là mình phải lấy thôi. Tết cái con ngạc này là tết tới công chuyện luôn. Đây dục quả trung sinh. Ồ, đổi men nữa là xong, nó như cũ thôi. Như mơ như cũ thôi, không có gì mà gọi là. Giờ mình sẽ xài chiến pháp cho nó là động tâm sách nè. Đó, rồi cái nào mà chưa xài là mình cứ xài cho nó luôn. Phúc cùng hưởng luôn nè. Nào băng nổ là lắm. Rồi xài thêm một cái như bàn thạch nè. Đó. Trời bà cái kim luôn. Ba cái đỏ luôn. 3 tỷ lực chiến liền nè, thấy không? Khác biệt liền đây nè. Bắt đầu nè, 4 tỷ gữ nè ha. Bắt đầu 4 tỷ gữ lực chiến nè ha. Để coi coi cái tem gì. Ừ. Chơi luôn nè. Quất 4 tỷ gữ luôn em. Giờ máu chơi luôn. Dương cổ nha. Võ Thánh luôn nha. Tôn Thượng Hương Hán luôn nha. Đại Kiều Hán Vi Thăng 3 nha. Min Hàm Kim các kiểu luôn nha. Dạng này là dạng whip luôn rồi nha. Ngọc sáng dẫn dương. Dương cổ sống nổi mày lạ. Trời ơi là trời, 4 tỷ gửi lực chiến cũng mạnh đó. Có bàn thống ra bạo kích nó lên nhiều lắm anh em ơi. Đó anh em thấy không, quýnh phát nào cũng có bạo kích hết trơn á. Cho nên khác biệt lắm. Còn Phi ra thì chỉ bảo toàn mạng sống của con Triệu Văn thôi, chứ nó không có mạnh. Vậy thì gì nè, mình chơi con bàn thống ý, bên di lực. Thôi nó chọt nhẹ cái là một thằng đó, anh em thấy không, bạo kích nó ra nhiều không. Thống là một trong những vị tướng bút bạo luôn, hơi bị kinh. Đôn là phải thiên buông lôi rồi, mắt tiêu cũng buông lôi luôn mà. Thấy ghê chưa? Đổi main bàn thống là khác biệt liền. Cái trận này nữa ha, ông này cũng thua 7 sổ. 7 cái sổ đó cũng không mạnh lắm đâu. Ờ, đại kiều hén phi thăng 3 luôn nè ha. Nó chữ hén luôn kìa. Rồi thiên ngôn chăn cơ hén nữa kìa. Bạch ly luôn nè. Thấy có chịu nổi chịu ăn không nha. Trời má ơi, thôi 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 thôi, nó quýnh một phát ba đứa một lượt. Con quỷ chịu ăn quá mạnh. Thiệt, mạnh thiệt. Yêu 4 đơn giản thôi, quýnh xiên qua thiên la tảng luôn, đỡ kiểu gì. Nó chọt xiên qua thiên la tảng luôn.
Nghe nói mấy anh có thiên la tảng bảo vệ nè, còn không có thiên bông lôi nữa nè, không có thiên bông lôi. Bye bye bạn chăn cơ nha. Rồi thì con nghẹt này quá mạnh rồi anh em. Nói chung quá mạnh, đánh với mấy ông top chơi, nói chung là nãy giờ chỉ thua cái ông duy nhất là cái ông hồi nãy thôi, ông gút cái gì, ông gu ghi gì nè, với lại mấy ông top trên thôi, còn lại là win hết trơn luôn á, mấy cái ạc dưới là còn win hết trơn luôn, tại vì top 5 thể biến hình cũng phải dàn dừa đâu anh em. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, chúc anh em xem video vui vẻ nha, bye bye anh em.